Thế người định bao giờ thanh toán tiền cho ta đây? Con xin phú ông cho con chậm vài bữa ạ. Dịch bệnh khó khăn, con chẳng làm gì nên tiền cả. Mày lại bắt đầu triệu chứng thích ăn đòn rồi đấy. Thằng này láo, mày là chủ hay tao là chủ? Bộ láo. Ông ơi, ông cho con xin nốt hôm nay thôi ạ. Tao không có gì để cho mày xin cả. Con vàng ông, con lạy ông mà. Trong ngày mai, tao sẽ sang lấy tiền. Mày mà không có thì mày liễu hồn đấy. Phú ông. Con kia, kinh tế mày thế nào rồi? Đủ chính sách để trả tao chưa? Ông ơi, hôm nay con vẫn chưa có à. Ông cho con khất thêm vài hôm nữa đi. Tao cho mày rồi ai cho tao? Tao chết đói à. Đúng rồi đấy Phú ông ạ. Nhưng mà ông ơi, hôm nay con chưa có tiền ạ. Mày đùa với ông mày đấy à. Mày thích chưa có tiền không hả? Mẹ. Bây giờ mày muốn thế nào? Ông ơi, xin ông tha cho mẹ con đi mà. Gia đình con cũng thuộc dạng nghèo khó. Con xin ông khất cho mẹ con thêm mấy hôm nữa. Con hứa sẽ trả ông đầy đủ ạ. Anh Phú ơi. À, thằng này khá. Hôm nay mày không trả tiền cho ông thì ông sẽ bắt con gái của mày về. Nghe có khét không? Ông ơi, con xin ông, con nó còn non dại, con hứa sẽ trả tiền đầy đủ cho ông mà. Thằng nô, đưa nó về cho tao, để tối thầy trò mình còn đánh chén chứ. Nhất trí. Con mụ này, bỏ tay ra. Mẹ ơi, cứu con. Con xin ông, tha cho con của con đi. Thà cái đầu mày ấy, tránh ra đằng kia. Quay ra đây tôi bảo. Bỏ tay ra, ông lại dẫn con nào về thế này? Không phải việc của bà, vướng víu thế chứ. Ông ơi, ông tha cho con đi ạ. À. Thả, ta có làm gì đâu. Mẹ mày không có tiền trả cho ông thì mày phải trả thay chứ còn gì nữa. Ông ơi, ông có hàng mới rồi thì ông nhường bà cho con nha. Sao mày mất nét thế hả con? Mày nghĩ mày là ai? Của ông mày hết. Ông không cho con thì thôi, làm gì ông phải đánh con như thế. Mày cứ liễu cái thần hồn đấy. Nàng đừng sợ nhé, ta thương. Đi với ta vào đây nào. Ông ơi, tha cho con. Rồ hết cả người. Con gái ơi, không biết giờ này con thế nào rồi. Mẹ nhớ con lắm. Không thể để như thế được. Mình phải đi tìm con thôi. Bà đã nhìn mày hơi lâu rồi đấy. Con rảnh con. Mày dám giật chồng tao hả? Ai giật chồng của bà? Lão mấy tự theo tôi nhé. Cứng mồm quá nhỉ. Cái đồ già hết đát. Cái đồ già hết đát. Mày bảo ai đấy hả con kia? Tôi bảo bà đấy. Tao sẽ cho mày biết thế nào là đi giật chồng người khác. Phú ông là của tôi rồi. Bà còn muốn gì nữa? Mày có trả phú ông cho tao không? Tôi không trả. Bà làm gì được tôi? Giỏi lắm. Bùm bùm. Thầy tử của ta đâu rồi? Hả? Dừng lại bà kia. Buông ra. Bà làm cái trò gì đấy hả? Hả? Ông ơi, bà đánh em ông ạ. Đánh ở đây này. Đánh ở đâu? Đây, đánh chỗ này này, ở đây nữa này, đây nữa này. Mày, rõ ràng mày đánh tao trước mà mày thích điêu không hả? Bà mau cút đi, từ giờ bà ấy sẽ là bà hai của tôi. Không được. Đồ ngu. Ôi, em lại đau rồi ông ơi. Ta xem nào, ta thương. Con ơi, con thế nào rồi? Mẹ nhớ con lắm. Phú ông ơi, ông có nhà không? Cho tôi gặp con gái tôi một lúc đi.
Trưa nắng chạng chang thế này, bà bò đến đây làm gì? Thằng Nu, mày nói ai đó? Mày đi vào đây cho bà. Đi. Mẹ, mẹ vào đây với con. Nhà này nhìn khét quá con nhỉ. Chứ còn gì nữa, mẹ đi vào đây. Mẹ ngồi xuống đây. Từ giờ mình không phải khổ nữa. Thế ở đây người ta có bắt nạt con không? Úi giời, mẹ không phải lo. Còn ở đây á, sướng như tiên vậy. Mày làm gì thế hả con kia? Ui, điên hết cả người. Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi mà mày không chừa à? Úi giời ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây cho con. Này, quát ai đấy hả? Thế mày định lôi cả họ hàng dòng tộc mày lên đấy à? Đây, chính là mẹ của tôi. Tức là mẹ vợ của ông. Thì không được ở nhà này à? Thế bây giờ mày muốn như thế nào? Thì làm sao? Làm sao à? Như thế này chứ còn làm sao nữa? Kìa, con ơi, đừng có đánh nhau mà. Tôi nhịn bà lâu lắm rồi đấy nhá. Bao nhiêu năm nay, bà vòi ra bao nhiêu là thứ thuế. Này thì thuế này. Bà có thích thuế không hả? Tao cho mày thuế luôn. Đã mắc chưa con? Bọn này đi đâu hết rồi nhỉ? Hả? Bà có thôi đi không? Bà làm cái trò gì đấy? Ông để tôi dạy cho chúng nó một bài học. Này thì bên nó này. Bà biết tôi là ai không mà dám đánh hả? Em này thì em này. Em sợ quá ông ơi. Bà cứ chờ đấy. Nàng có bị thương ở đâu không? Thôi, anh thương. Nàng đừng có khóc nữa nha. Ta sẽ làm chủ cho nàng. Không, em không ở đây nữa đâu. Bà cả giết em mất. Cái con này, mày thích gấp lửa bỏ tay người không hả? Đấy, ông thấy chưa? Bà ý như thú dữ ấy. Em sợ lắm. Thôi mà, nàng có ta đây rồi. Không biết đâu, em về với mẹ em đây. Bà về nơi sản xuất đi. Ông ơi, ở nhà tôi không chứa chấp ai như bà cả. Bà mau về đi. Đúng là cái đồ hám gái. Để tôi chóng mắt lên xem ông được bao lâu. Bà cả, nay đi đâu mà vội thế nhỉ? Nô ơi, tao bị mắc bẫy của hai mẹ con nhà đó rồi. Thế bà bị đuổi đi rồi à? Đúng rồi đấy Nô ạ. Số tao có khổ không cơ chứ. Cơ hội của mình đến rồi. Ôi làng nước ơi, tôi có được bà cả rồi. Ha ha.